Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thu Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe đẩy tập đi 4 bánh 1XMS316, hàng nhập khẩu từ Đài Loan. Đây, trên tay Thảo đây là một chiếc xe đẩy MS316. Xe này thì như quý vị và các bạn đã thấy là thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là đẹp và tiện lợi. Cái xe này thì phù hợp cho những người già, người lớn tuổi, chân yếu này, chúng ta có thể tập đi, hoặc những người mà bị chấn thương phần chân cần tập vật lý trị liệu để phục hồi phần chân thì chúng ta có thể sử dụng để đẩy tập đi hàng ngày cũng rất là tiện lợi. Chúng ta sẽ vào chi tiết của sản phẩm. Đầu tiên là quý vị và các bạn thấy phần khung được làm hoàn toàn bằng nhôm và cái sơn phủ một lớp sơn lên màu rất là đẹp, kết hợp giữa màu đen và màu tím. Đây. Và cái phần khung này thì chúng ta có thể điều chỉnh chiều cao tùy theo chiều cao của người thân của chúng ta. Chiều cao có thể chúng ta có thể điều chỉnh từ 86cm lên tới 108cm. Khi mà điều chỉnh thì quý vị và các bạn có thể thấy là nó có 6 cái nấc để chúng ta thay đổi chiều cao. Đây, khi mà muốn thay đổi thì chúng ta chỉ cần nhấn cái nút này xuống và đè cái phần tay xuống. Đó. Tùy theo nhu cầu của chúng ta, chiều cao của chúng ta mà chúng ta có thể điều chỉnh cái phần này phù hợp. Khi mà chúng ta điều chỉnh thì quý vị và các bạn nên lưu ý là nên điều chỉnh đều hai bên để xe cân bằng và dễ đi hơn. Và phần tiếp theo đó là phần bánh xe. Bánh xe thì chiếc xe 1XMS316 này thì gồm 4 bánh xe, gồm hai bánh trước là có thể xoay 360 độ, là bánh 8 in, và hai bánh sau thì có thiết kế là 6,5 in. Và đặc biệt là hai ở phía sau thì nó có cái phần trợ lực để khi mà chúng ta đi qua những con đường gồ ghề thì chúng ta có thể sử dụng cái phần trợ lực này, cũng rất là tiện. Tiếp theo đó là cái phần tựa lưng. Như quý vị và các bạn đã thấy là cái phần tựa lưng này được thiết kế theo cái hình vòng cung để phù hợp với cái phần lưng của chúng ta khi mà dựa vô. Phần tựa lưng thì được thiết kế bên trong đó là một lớp nhựa dẻo có thể di chuyển trước sau. Và lớp bên ngoài là một lớp vải bọc một lớp mút bên trong để giúp cho bệnh nhân khi mà ngồi xuống ghế và tựa lưng vào phần tựa lưng này thì sẽ giúp bệnh nhân đỡ bị đau phần lưng khi mà ngồi lâu. Tiếp theo đó là cái phần ghế ngồi. Phần ghế ngồi được thiết kế hai bên là hai bên khung sườn rất là chắc chắn, và cái phần ghế ngồi là cái phần lưới rộng 46cm. Để phù hợp cho khi mà chúng ta đi một quãng đường dài thì chúng ta có thể ngồi xuống để nghỉ ngơi. Đây, cái phần lưới này thì cái phần ngồi ghế ngồi được làm bằng lưới rất là thoáng khí, không có bị bí khi mà ngồi lâu. Và không thể thiếu được đó là một chiếc giỏ. Khi mà chúng ta đi, chúng ta có thể đẩy chiếc xe đẩy này đi dòng dòng trong nhà này, hoặc là đi ra bên ngoài thì chúng ta có thể mang thêm sách báo nước để chúng ta mang theo để chúng ta sử dụng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng chiếc xe đẩy này vào trong các siêu thị, trong các quán tạp hóa để chúng ta mua đồ cũng được, cũng rất là tiện. Có cái giỏ lớn để đựng đồ và có tay sách. Và đây là, và tiếp theo đó là cái phần thắng. Khi mà chúng ta di chuyển tập đi thì thường chúng ta sẽ đi chậm rãi vào những xuống dốc hoặc là lên dốc thì chúng ta có cái phần thắng để chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ di chuyển. Đây, bằng cách là vừa đi vừa bóp thắng, xe sẽ không đi quá nhanh mà chúng ta có thể điều khiển được tốc độ rất là tiện. Và tiếp theo đó là khi mà chúng ta mà di chuyển một thời gian lâu mệt thì chúng ta có thể khóa hai bánh này bằng cách là chúng ta nhấn mạnh hai cái phần thắng này xuống và quay ra phía sau để ngồi. Khi mà khóa bánh này thì khi mà chúng ta nhấc cái phần khóa này thì tất cả các bốn bánh đều không có di chuyển, bốn bánh đều đứng im để khi mà chúng ta ngồi thì cảm giác an toàn hơn. Ở đây là phần tựa lưng. Rồi, và khi mà chúng ta không muốn ngồi nữa thì chúng ta có phần, khi mà không muốn ngồi nữa thì chúng ta có thể bóp cái phần thắng này lên và tiếp tục di chuyển. Và chiếc xe này thì nặng là 9kg và tải trọng tối đa của nó là 75kg. Đây, quý vị và các bạn có thể yên tâm khi mà cho người nhà chúng ta sử dụng. Và điểm đặc biệt tiếp theo ở chiếc xe đẩy tập đi 4 bánh 1XMS316 này thì chúng ta có thể gấp gọn khi mà không muốn sử dụng. Nó có hai cách gấp gọn như sau. Khi mà chúng ta mà muốn gấp gọn để ở trong nhà, chúng ta không muốn sử dụng nữa để ở trong nhà thì chúng ta chỉ cần nhấc cái phần tay này lên, chiếc xe có thể gấp gọn vào.
và chúng ta có thể để vào trong góc nhà để đỡ tốn diện tích. Khi mà di chuyển, khi mà chúng ta mà muốn đi di chuyển thì chúng ta chỉ cần mở ra rất là nhẹ nhàng. Rồi khi mà chúng ta mà muốn mang xe đẩy đi chơi xa này, đi du lịch này, thì chúng ta có thể gấp gọn, gấp đôi chiếc xe này lại. Sau đó là hai cái phần bánh này thì chúng ta có thể gập gọn lên để đỡ tốn diện tích khi mà chúng ta bỏ lên xe hơi. Đây, khi mà gấp gọn thì bằng cách là chúng ta xoay cái phần chốt đây, chúng ta rút ra và gập cái phần bánh lên. Và cái phần bên bánh bên đây thì cũng tương tự như vậy. Khi mà gấp gọn như thế này thì xe nhìn rất là nhỏ gọn và đỡ tốn diện tích. Ngoài những cái chi tiết mà Thảo mới giới thiệu ra thì xe nó có thêm những cái chi tiết nhỏ. Đây, như là quý vị và các bạn đã thấy, một cái phần khay nhỏ và một cái phần dây rút đây thì chúng ta có thể dán. Cái phần này thì thứ nhất là chúng ta có thể để ô dù này, khi mà chúng ta đi sợ vì trời mưa hoặc trời nắng này, hoặc là chúng ta có thể để thêm một cái gậy chống để chúng ta đặt theo khung sườn của xe này thì rất là đỡ tốn diện tích. Vậy là vừa rồi Thu Thảo mới giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe đẩy tập đi 4 bánh MS316. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn sẽ tìm mua một chiếc xe đẩy phù hợp với người thân của chúng ta. Và để đặt mua sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể gọi đến số hotline 0969 144 560 hoặc truy cập vào website thanhtuanmedical.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.